Quang ơi, cho em hỏi cái này á. Tại vì em thì coi anh trên YouTube á, anh có nói về đòn bẩy á, nhưng mà không biết là em đang xài cái đòn bẩy như vậy có đúng không? Tại vì em có tính xây nhà trọ á, là khoảng 500-600, nhưng mà bây giờ nó dao động lên tới 700-800 rồi, tại vì vật tư lên rồi, công cán lên. Nếu mà xây xong nhà trọ đó, em có thể lấy được 12 triệu một tháng, 12 triệu trong 4 phòng đó một tháng, và em có mua thêm một miếng đất là 1 tỷ 2. Thì theo anh thì em dùng đòn bẩy ở ngân hàng như vậy có đúng không? Có hợp lý không ạ? Bây giờ mình phải từng từng vế đi. Một nãy giờ nói hai vế mà vế nào cũng chưa đủ đủ thông tin đó. Giờ anh nói là từng vế đi. Vế đầu là xây nhà trọ anh dùng sao? Anh nói Dạ lại em mượn ngân hàng á là khoảng 700 đến 800 để anh. xây 4 cái phòng đó. Anh mượn trong bao lâu? Gốc lãi bao nhiêu? Gốc lãi là 1 chấm mấy á, 1.03. Ủa sao mắc vậy? Một tháng là 1.03. Dạ tại vì bây giờ ngân hàng bây giờ người ta toàn là phải kêu mua bảo hiểm nè tùm lum hết, nói chung là em mua như cái ngành nghề của em á thì không có thể nào mượn theo định mức được, nên em phải mượn theo kiểu như là góp góp với lại đáo hạn Mình mượn bên ngân hàng nào? VIP ạ. Ủa sao BIDV, Vietcombank anh không mượn? Không VIB nó không đâu có cho vay tốt bằng mấy ngân hàng như là BIDV, Vietcombank, BIDV rồi đó. tại vì cái ngành công việc của em á thì nó không có cho mượn được nhiều như vậy. Cho mượn được nhiều đâu, anh hiểu gì đâu. Khi mà mình có mối quan hệ với những ngân hàng, đặc biệt là như BIDV này, họ sẽ cho vay thấp hơn, khoảng trên dưới 9, 10 chấm thôi. Tính là một tháng 0 chấm mấy, 0.8, 0.9 thôi. Ok thôi bây giờ bỏ qua đó, thì giờ một tháng trả gốc lãi bao nhiêu, anh vay trong vòng bao nhiêu lâu, 20 năm hay bao nhiêu lâu? Em vay 15 năm. 15 năm, 700 triệu là Dạ. mình một tháng gốc lãi mình trả bao nhiêu tiền? Gốc lãi một tháng nếu mà em, tại vì em mượn 1 tỷ rưỡi thì nó nằm khoảng 1.03 thì nó khoảng 15 triệu 16 triệu á. Thì là 700 hả? Là khoảng chừng 7-8 triệu. Dạ. Một cái tại vì em đáo hạn là 900 thì nó cho 0.073. Còn cái trả góp là 10.5, còn mua thêm cái bảo hiểm là 25 triệu một năm. Bảo hiểm thường nó bắt mua năm đầu à? Thì em không biết nữa tại vì em lần đầu tiên em đi mượn ngân hàng chứ trước giờ em trong cái vùng an toàn không à, em chưa bao giờ mượn gì hết. Thì nghe cái câu chuyện của anh chia sẻ trên YouTube đó Mà thì em mình ký đã vô. mượn rồi, mà mình đã mượn rồi. Dạ, em đang làm giấy tờ thôi ạ. 700-800 triệu một tháng mình trả bao nhiêu? Mấy triệu? Dạ, nếu mà cái 900 á, tại vì em cho 900 đáo hạn á thì 0.7073 thì nó nằm khoảng 6 triệu mấy, 7 triệu, 6 triệu. Nó sẽ có một cái bảng, khi mà mình vay nó sẽ có một cái bảng, nó tính luôn tiền gốc, tiền lãi, lại tiền tiền tổng mà mình trả. Tại vì 900 á, 900 là cho đáo hạn là 0.73, Anh còn thấy cái hình góp dung á. đó, cái đáo hạn nó là mỗi tháng thì trả tiền lãi thôi, rồi cuối Dạ năm đúng trả ạ. một lần. Dạ đúng ạ. Rồi bây giờ anh lại nói là anh vay 700 trong vòng 15 năm, có nghĩa là anh cần 600, phải rõ ràng, 600. đúng không? Anh phải trả lời vô trọng tâm, anh dắt con đi vòng vòng rồi quay rối luôn á. Bây giờ anh hỏi anh là anh vay Dạ. 700 triệu để xây nhà trọ 15 năm đúng không? Dạ. Rồi, mỗi tháng gốc lãi anh trả nhiêu? Anh đừng dắt con đi một vòng nữa. Mỗi tháng trả gốc lãi 700 triệu 15 năm, anh trả bao nhiêu? 15 triệu mấy, 6 triệu, 16 triệu á. 700 triệu mà anh trả 15, 16 triệu. Không không không, 700 triệu thì không tính như vậy. 700 triệu thì nó nằm khoảng 1 chấm đi. 1 chấm là 7 triệu đi, 600. 600 thôi, 1.600 là đáo hạn á, là 1 tháng phải trả là 6 triệu á, 6 triệu hơn chút xíu. Ủa, là anh vay từng năm đáo hạn là anh vay 15 năm? Tức là em vay 15 năm á, nhưng mà trong gói 15 năm đó nó có một gói là 900 cho đáo hạn, 600 á là trả góp. Bây giờ anh vay bao nhiêu gói mà không quan tâm, bây giờ bạn hỏi anh là anh xin làm nhà trọ, Dạ. anh dùng cái gì, anh dùng 15 năm hay là đáo hạn? Dạ em dùng đáo hạn ạ. Dùng đáo hạn. Đáo hạn thông thường là người ta làm ngắn hạn thôi, có nghĩa là người ta lướt thôi thì mình mới dễ tính được. Còn anh xây nhà trọ là anh xây nó lâu dài rồi, mà anh dùng đáo hạn thì nó sẽ hơi khó tính. Vậy em sẽ vay trả góp được không anh ạ? 600 đó em sẽ làm qua sự trả góp. Ừ, tại vì mình thu nhà trọ mà dòng tiền mình mỗi tháng mà mình thu 5 năm, Dạ. 10 năm, 15 năm mà. Dạ. Cho nên mà dùng đáo hạn thông thường là người ta đầu tư bất động sản, người ta lướt sóng thì người ta hay dùng đáo hạn, hoặc là ta kinh doanh gì đó mà trong vòng một năm cái dòng tiền nó về đủ để người ta đáo hạn luôn á thì nó sẽ dễ tính hơn. Cho nên xây nhà trọ thì không không nên làm đáo hạn, mà nên vay 15 20 năm, vay 20 năm là tốt nhất. Thì cũng người ta có cho vay đó 600 đó là đáo hạn đó, Rồi thôi, vay bây trả giờ đó góp ạ. mình bấm cái phần mềm, nó sẽ tính tính vay, nó có một phần mềm mà mình chia sẻ trong forum, có một cái website đó để mình search rồi mình xem mình anh chị em gì đó đúng không? Tính là sức vay dư nợ giảm dần. Ok, để Quang làm một bài tổng chức nha, số tiền vay cho là 600. Tại vì khi mà anh hỏi cái lần 7 nó như thế nào thì mình phải có con số. Giờ Quang sẽ xem mình đó, tính lãi suất vay. Mình cứ bấm trên Google đó, tính lãi suất vay. Một là phần mềm hay là mình dùng Google tính lãi tiền gửi, số tiền vay 600 triệu, thời hạn vay.
tháng 200, anh vay 20 năm, 20 năm mình nhân cho 12 là 24 đúng không ta, 24 tháng, số tiền vay nhập vô 600, lãi suất thông thường là 10 năm chưa tính ưu đãi á, ngày giải ngân cho ngày 1 tháng 5 đó, thì nếu con nói á, 600 thì một tháng trả khoảng 7-8 triệu đó. Thì bây giờ cái chuyện anh vay vay đáo hạn thì đó là chuyện riêng anh, nhưng mà con nói là về nhà trọ thì các anh chị nên vay vay 20 năm, 20 nhân 10 20 nhân 12 là 24 đúng rồi đó, thì 1 năm anh chị sẽ trả khoảng như đây, cũng như khi mà anh chị vay 1 tỷ thì anh Tâm chị trả khoảng chừng 12 triệu, nó có công thức đó rồi. Ok, quay lại bài toán anh xây nhà trọ 600, trước khi anh xây anh có khảo sát xung quanh chưa, Dạ có rồi ạ. là giá phòng đang lắp đang đang cho thuê được bao nhiêu? Tại vì người ta làm những cái phòng nhỏ, còn cái chỗ khi người ta làm cái phòng ba ngang 3,8 m, sâu khoảng 6,6 m, nhưng mà cái phòng trong đó thì nó có khoảng cỡ 4 m mấy à. 3 m ngang 3,8 m, 4 m với 4 m là cái phòng đó cho mướn được 3 triệu ạ. Nhưng mà nó có điểm mạnh là ở đó là cái đường lộ người ta dễ dễ thấy. Còn như của em là ở trong khu bàn cờ thì cái diện tích của em xây là ngang 5 dài 9, có giếng trời, có phòng, thì nó được mạnh về vấn đề là chỗ ở rất là thoáng mát. Còn điểm yếu của em là không có ở ngoài mạch lộ, không ngoài đường đường À, người không ta dễ sao, tìm thấy. nhà trọ thì cũng không quan tâm là phải mặt lộ, quan Nhưng trọng mà là ý cái em muốn tầm là kinh đúng. doanh được á, tức là ý em nói muốn là xây xong người ở đó có thể kinh doanh tại đó được. À, cái nhà của mình là mỗi người ở riêng hả, mặt tiền Dạ riêng đúng hả? rồi, dạ đúng rồi, 4 cái nhà riêng biệt á. À, vậy là anh xây cái cửa sắt, cửa cửa Có sân khoảng 2 mét, có cái cửa à, sắt. Dạ đó rồi, này là nhà, nhà riêng biệt. Thì anh nghĩ rằng là khi anh lắp đầy anh cho thuê được bao nhiêu? 12 triệu hơn á, nếu mà cái kia hai mặt tiền thì em có thể cho thể 3 triệu rưỡi. Nhưng mà em đang cũng phân vân lắm, tại vì khu đó khu bàn cờ nên nhiều khi cái kinh doanh của họ nó hơi bị yếu, thì thế như là nó bị yếu thế hơn là so với mặt đường. Thì ở không sao, mỗi nơi có cái giá đó thôi, đường thì anh mua đất nó phải mắc, thì ở trong đó thì anh mua đất nó rẻ hơn. Rồi giờ nói chung là khi mà anh vay 600 triệu là anh sẽ cho thuê được khoảng 12 triệu lấp đầy 100%. Dạ, nhưng mà đợt này nó đang vật giá leo thang, chắc là nó dao động lên tới 700 tới 800 nữa anh ạ. Rồi mình cho 800 luôn đi cho nó dễ. Rồi bài toán như nãy mình nói với anh chị là khi mà anh chị vay 20 năm rồi cứ cho lấp đầy thì người thuê họ sẽ trả ra được tiền gốc lãi đó, hoặc là tối thiểu họ trả được tiền lãi đúng không, tại vì tiền lãi là tiền mình quăng cửa sổ mà, còn 3 triệu này thì sẽ vẫn còn nằm lại đó. Thì khi mà anh cho thuê trên 7 triệu có nghĩa rằng là cái người thuê họ đã trả được cái tiền lãi ấy. Rồi đó, nhưng mà phải cố gắng lấp đầy để cho mình lời được cái tiền này nữa, tại cái công mình bỏ ra mà, công mình bỏ ra coi mình lời cái đoạn này nè. À, nhưng mà sẽ có cái màn là mình sẽ phải tái đầu tư, có nghĩa là 1-2-3 năm gì đó mình phải lăn sơn rồi phải sửa sang chút xíu, nó cũng không tốn kém đâu. Thì mỗi năm nó cũng sẽ tăng giá tiền nhà mà. Nếu như mà mình xây cho một cái tương lai mà xài được 5 10 năm rồi thì ok. Đó nên khi mà mình xây nhà trọ mình cố gắng mình tính được rằng là cái nhà này sẽ xài được bao nhiêu năm? 5 năm, 10 năm hay 15 năm. Đó, khi mà mình trả khoảng chừng cho 5 năm đi, 5 năm 12 60, 60 tháng. Rồi còn 8 triệu mấy. Đó, thì lúc này là 5 năm là chắc chắn là anh cho thuê hơn 12 triệu rồi, làm sao mà mỗi tháng nó giảm giảm được. Cho nên cái tiền mà nhà trọ nó tăng á thì phần dư đó mình sẽ dùng vô để mình làm cho nó mới hơn. Thì về bài toán như mà Quang nói với anh chị là anh chị vay 20 năm mà người thuê họ trả được tiền gốc lãi là nó tạm ổn, thì hiện tại của anh là làm ổn. Nhưng mà em đang thắc mắc là bây giờ em có mượn thêm ngân hàng 1 tỷ 2 nữa để mua một miếng đất khác. Tức Rồi là bây em giờ đó là vậy là qua qua với hai anh, bởi vì nãy khi mà Quang nghe là Quang nói có hai bế đó, vì bế một là về vay vay phòng trọ xây thì ổn rồi ha. Ok, rồi đến với hai là anh mượn tỷ hai. Em mượn 1 tỷ 2 á, thì em có khoảng 6 triệu tiền thụ động. Em đang tính là lấy cái tiền từ nhà trọ với tiền thụ động của em cộng lại nó nằm khoảng 18 triệu. Thì em có thể trả lãi 1 tỷ 2 với lại 800 đó không? Với lại mỗi năm, mỗi tháng em thu nhập khoảng Bây 50. giờ anh thấy rõ ràng là khi mà anh vay 800 thì anh cho thuê lấp đầy được 12 triệu, chưa tính lâu lâu có chỉ có 3 phòng là 9 triệu. Nên thành ra cái bài toán mà 800 này là thành nó riêng biệt rồi. Bây giờ hãy phải phân biệt nó ra là nó riêng rồi, đừng có gộp vô nữa. Tại vì cái phần thuê nhà này nó chỉ trả được cho 800 này thôi, làm sao mà nó cover được cái tỷ 2 kia. Nên thành ra là giờ anh vay tỷ 2 là anh vay đáo hạn hả? Thì cái từ trong cái 900 đó, 900 đó, 900 với lại 600 á, là một tổng cộng em vay là 1 tỷ 1, 900 là đáo hạn, 600 là em xây nhà đó, thì coi như em vừa xây, em vừa bù đắp tiền nhà ra để xây cái nhà trọ. Còn 900 này em đáo hạn là cho cái tiền
cho cái tiền đất em mua 1,2 tỷ á. vay vay tỷ mốt mà 800 xây nhà trọ thì còn 300 thôi chứ. Không, không, em mới vay 1,5 tỷ ạ. Vay vay 1,5 tỷ Dạ, thì là còn 900 em 700, đóng hàng, 600 trả góp. 600 trả góp. Dạ. Thôi bây giờ mình làm bài toán cơ bản trước và anh tự anh tách ra nha. Dạ. Rồi bây giờ coi như là 800 là vay góp đi, nhưng mà nó là 600 vay góp, lấy 200 đáo hạn qua thì cái bài toán nó anh tự tính thêm. Bây giờ mình Dạ. tính bài toán đơn giản trước rồi đến bài toán nó lộn xộn. Thì giờ anh còn 700, 700 đáo hạn đúng không? Anh vay 1,5 tỷ, coi như là 800 này là riêng biệt cái phần nhà trọ. Bây giờ còn 700, 700 là đáo hạn. 700 đáo hạn. Rồi đến là anh gì? Mua mình đất hả? Dạ, mua mảnh đất ạ, 1,2 tỷ. 1,2. Rồi mảnh đất bao nhiêu không 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 quan tâm luôn, còn chỉ hỏi thêm nữa thôi. Nhưng mà cái cách thức để mà khi mà mình vay mình mua đất á là giờ mình vay 700 đáo hạn. Mình vay 5 tháng mình trả khoảng chừng 1 chấm đúng không? Dạ, 1 chấm ạ. Cho 7 triệu đi. Khi mà mình vay á, mình dùng đòn bẩy á để mà mình mua đất á, trong cái cuộc bất động sản Việt Nam Quang có nói này, mà sẵn tiện ở đây anh hỏi Quang trả lời luôn. Nó tại vì nằm bên bất động sản Việt Nam mà mình mua đất rồi. Thì khi mà mình đòn bẩy mình vay á thì sẽ có ba cái yếu tố. Một là cái bất động sản đó nó phải tăng hơn cái tiền lãi mỗi năm, đúng chưa? Tại vì mỗi năm anh trả cái tiền đáo hạn là 7 nhân 2 12 là 84 triệu. Thì bây giờ cái đất đó nó có tăng mỗi năm hơn 84 triệu không? Cái này thì em, nó là một phường của cái xã, một phường của cái thành phố mới, thì chắc có thể em nghĩ nó sẽ lên từ từ theo từng năm. Khi mà mình trả lời những câu hỏi này á là nó sẽ không đúng 100%, nhưng mà mình phải trả lời. Ví dụ như những cái bất động sản này là Quang đều có thể trả lời được, và thậm chí bây giờ nó còn lời nhiều hơn là cái mà mình dự tính nữa. Ví dụ như cái lô này mới mua là lời 10% rồi, là nó dư để trả cho thấu chi luôn rồi, dư để trả cho do tiền mình vay luôn rồi. Thì những cái lô này 1 năm nó tăng 100%, mình chỉ quan tâm là 1 năm nó tăng hơn 10% thôi, nhưng mà cuối cùng là mình mua đúng đúng quá đi, và cái thị trường nó có những yếu tố khác nó làm cho nó tăng 1 năm 100% luôn. Thì đầu tiên á mình nói yếu tố một là phải phải hỏi thế rằng là cái đất đó là tại sao nó tăng. Tại sao nó tăng thì những kiến thức trong đây và trong trong tuần sau con sẽ nói đến vấn đề đó. Đó, yếu tố một là nó phải tăng hơn cái lãi. Và lưu ý rằng là cái đất tỷ 2 thì phải chia ra nha. Tại vì mình vay 700 mà 500 700 là nó phải tăng hơn 84 triệu đó. Mình chỉ tính rằng là 700 cái phần 700 triệu trong cái đất nó tăng phải hơn 84 triệu thì mình mới dùng đòn bẩy thì nó mới gọi là có lợi. Và cái thứ hai là miếng đất đó nó phải tạo ra dòng tiền, thì cái này là mua lãi vốn rồi, coi như cái hai dẹp của gần bên đi, không thể nào mà miếng đất đó mà nó tạo ra dòng tiền đó mà 1 năm từ 700 nó để hơn 84 triệu được, nên thành ra yếu tố thứ hai phải bỏ. Và cái thứ ba là mình phải có ít nhất là hơn 2-3 nguồn thu nhập để trả cho cái tiền này. Thì em có là tiền là thụ động của em hàng tháng là 6 triệu, với lại tiền em làm việc tư, làm tư thì em có thể trả cái này được, và cũng có Rồi. thể trả góp vô được tháng 50 triệu. Rồi ok, coi như là cái yếu tố thứ ba là cũng tạm ổn. Cái yếu tố thứ hai thì không có, cái yếu tố thứ một thì anh phải là người trả lời. Thì anh học những kiến thức đây, hoặc là trong tuần sau mình sẽ nói cái yếu tố gì làm cho những cái bất động sản này nó tăng. Giống như cái đô thị nha em nè, đây là mình mua vì mình biết được rằng á là nó sẽ không có tăng mạnh bằng những lô này đâu. Tại mình đã nói rất là rõ rồi. Những cái đất mà 30 triệu nó không thể nào nó lên được 60 triệu trong vòng 1 năm, rất là khó, nhưng mà cái 3 triệu nó sẽ lên được 6 triệu, ví dụ như hai bài toán này. Nhưng mà cái bài toán này á là một bài toán khác, một bài toán này là về đất đất này không phải là vùng ven nữa mà nó gần với trung tâm luôn, nó là một cái câu chuyện khác. Mua để ở, mua để cho ra cái dòng tiền, còn về lãi vốn á đúng không, anh chị thấy một mảnh đất mà 50 triệu lên 100 triệu nghĩa là lên gấp đôi, nó có dễ hay là thằng 5 triệu lên 10 triệu dễ hơn? Nên thành ra là bản thân mình làm hết, tại vì mỗi cái bất động sản á nó sẽ có một cái ưu và nhược điểm riêng. Ví dụ như đất này nè, như mấy căn này nè 7 triệu nè, làm sao năm sau lên được 14 triệu, chuyện này cực kỳ hiểu luôn á. Mấy này là dự án này toàn là 7 7 tỷ 9 tỷ nè đó, không thể nào năm sau nó lên đỉnh được được mà 15 2 tỷ được, cái chuyện này gần như là chuyện viễn tưởng. Nhưng mà những cái lô đất này mà mình mua 1 tỷ và năm sau lên 2 tỷ là chuyện bình thường, chuyện bình thường nha. Đó, đó thì anh chị cứ vào đây chị xem. Thì cái câu chuyện mà anh hỏi cái vế hai á thì anh phải là người trả lời cái vế một là nó có tăng mỗi năm cái phần 700 triệu này nó có tăng 84 triệu hay không, thì nó phải đầu tư nhiều thì mình mới có cảm nhận được điều đó. Ví dụ như Quang đầu tư rất là nhiều, nhưng những cái cơ hội nào á mà nó chắc ăn á thì Quang mới đưa lên đây, tại vì đưa lên một phần để cho các anh chị học viên bất động sản Việt Nam á đầu tư, để anh chị hiểu cách thức đầu tư lời là như nào. Nó như cái lô này mới vô là lời lời luôn 10% nè, mới vô là lời luôn á, mới vô vừa vô luôn á. Rồi cái lô này cũng vậy, mới vừa chưa cục xuống tiền luôn là đã lời 10% rồi.
Vậy là phải lời vô cực không? Là mới vừa chuẩn bị đặt cọc thôi, thì cái người những cái người đó họ mới nhắn chủ rằng là giờ muốn mua với cái giá là 3 triệu 2, 3 triệu 3 gì đó. Là lúc đó là mình mới vừa nói miệng 2 triệu 9 thôi. Mà trong đầu tư bất động sản á thì cái uy tín mới là quan trọng. Mặc dù là mình không cọc gì luôn nha, mình không cọc, không biết giá gì hết, cái người chủ này hoàn toàn họ có thể bán cho cái người sau 3 triệu mấy, tại vì họ chưa nhận cọc của mình mà, trong một ngày mà. Nhưng mà họ vẫn uy tín, hỏi rằng là bây giờ có người mua 3 triệu mấy á, có anh em nào để lại hay không. Thì những anh em mà đi trong ngày hôm nay thì người ta mới nói không, không có để lại. Thì cuối cùng vừa rồi có mấy anh chị bán là lời 100%, cái khu vực này giờ lên 6 triệu mấy rồi đó. Thì cái vé một á bắt buộc là mình phải có kiến thức và mình trải nghiệm nhiều thì mình mới bắt đầu mình mới trả lời được rằng là mỗi năm á nó có tăng hơn có tiền lãi hay không. Nhưng bản thân Quang thì Quang trả lời được, nó rồi được, hiện tại là nó khá đúng, tại vì đầu tư nhiều rồi thì mình sẽ có cái cảm giác đó. Rồi xong hai câu hỏi của anh. Dạ rồi, cảm ơn anh.